Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay tổng công ty Cờ Bạc Việt sẽ giới thiệu đến anh em cái dòng sản phẩm chơi sóc đĩa Việt đẳng cấp và cao cấp nhất của cái năm 2020 này. Và tôi nói luôn đây là một siêu phẩm. Với cái sản phẩm này, vì sao tôi gọi nó là siêu phẩm? Vì cái sản phẩm này khi đi chơi, anh em đến bất kể một sân bãi nào, anh em không cần phải luồn quân vị hay chén đĩa gì. Quân vị, chén đĩa hoàn toàn là của chủ sân chủ sới. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi mỗi một cái bộ máy, nó là máy thu quét quân vị báo rung này, nó là dòng máy S900, nó là sản phẩm cao cấp nhất cho môn chơi sóc đĩa bây giờ. Cái sản phẩm này tôi giới thiệu đến toàn thể anh em, cũng như giúp tất cả những anh em nào thua tha, anh em lọ lần xa bò, anh em có thể lấy lại tất cả những gì anh em nó mất và anh em cũng vào bò một cách an toàn nhất. Cái máy này đi chơi nhá, về nguyên lý hoạt động cũng như cách sử dụng thì ngay bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua về cái dòng sản phẩm này. Sản phẩm này khi đi chơi, anh em chỉ cần chuẩn bị cho tôi 2 quả pin tiểu. Mỗi lần anh em lắp pin tiểu nhá, mỗi lần lắp pin anh em chơi được từ 5 đến 7 tiếng với cái dòng sản phẩm pin chuẩn nhá anh em nhá. Về nguyên lý hoạt động của cái dòng sản phẩm này, lẻ nó sẽ rung cho anh em một cái, chẵn nó rung cho anh em hai cái. Anh em đến một sân bãi nào đó, anh em lắp pin trước, lắp pin từ trước anh em nhé, trước khi vào bãi. Sau khi lắp pin vào lên đèn này, sau khi anh em vào bãi, anh em chờ khoảng 10-15 phút, máy nó sẽ thu được rơi, tiếng rơi quân vị, nó thu âm một tiếng rơi nhé. Và nó báo cho mình biết thế nào là chẵn là nẻ anh em nhé. Cái máy này đi chơi thì anh em đúc trong người nhé, anh em đúc trong ống chân, ống quần, cặp quần, túi quần đều được hết anh em nhé. Quân vị chén đĩa là hoàn toàn xanh chín rồi, tôi sẽ test qua vấn đề quân vị cho anh em luôn, cũng như chén đĩa luôn này. Bát đĩa là không liên quan anh em nhé. Này, bát không liên quan này, đĩa không liên quan nhé. Còn quân vị là không liên quan rồi, tí nữa tôi sẽ xé lắp quân vị cho anh em xem luôn. Này, đĩa này soi vào trong veo này, không liên quan thế nào anh em nhé. Anh em chỉ cần cầm với máy đi thôi. Máy thì đi chơi thì anh em đúc trong người, làm video tôi sẽ để ra cái bát để nó kêu to, anh em cùng nghe và cảm nhận cái nhịp rung nó nhá. Nó rung rất là êm, rất là nhẹ, em đi chơi đúc trong người để người ngồi bên cạnh cũng không thể biết được này. Tôi sẽ để máy rung ra cái bát này này, sau đó tôi sẽ sóc 1-2 tiếng bạc để cho máy nó thu được tiếng rơi này. Cứ có chẵn có lẻ là máy nó sẽ báo được cho anh em này. Đấy, có chẵn có lẻ rồi, tôi sẽ sóc luôn này. Anh em nhìn cái đèn nháy đó nhá, máy rung một này là nó nháy một đèn này, chắc chắn là lẻ anh em này, ba trắng này, chuẩn xác nó là tuyệt đối 100% luôn anh em nhá. Cái sản phẩm này đi chơi thì không có độ sai số rồi, nó đẳng cấp và cao cấp nhất bây giờ rồi. Máy vẫn báo rung một này, đèn vẫn nháy một này, anh em nhìn được nhịp đèn anh em biết luôn này, vẫn là lẻ này, ba đen này, ba trắng chuyển sang ba đen này. Ba đen nó sóc này. Máy báo rung một tiếp này, vẫn là lẻ này, bạc cầu lẻ luôn. Đấy, ba đen này. Máy vẫn báo rung một này, vẫn là lẻ này. Ba trắng này, ba đen chuyển ba trắng này. Sóc. Ba trắng sóc tiếp này. Máy vẫn báo rung một này, vẫn là lẻ này. Ba trắng này, bạc đang bật cầu này. Đấy, đèn báo rung hai này, chẵn này này, không cần biết sấp đôi tứ tử này, sấp đôi này. Đấy. Sau đây tôi sẽ bỏ quân vị đó này đi, tôi sẽ cắt quân vị bài, bộ vị bài ngẫu nhiên nhé anh em nhé, một bộ vị bài ngẫu nhiên ở đấy. Đây. Cắt một bộ vị bài ngẫu nhiên để tôi thử bằng quân vị bài anh em này. Vì video không có nhiều thời gian, tôi sẽ thử một vị đóm và vị bài thôi. Còn anh em chơi bất cả quân vị gì, máy đều báo được hết nhá. Quân bài, quân chắn, quân đóm, bao thuốc hay là anh em nước ngoài chơi một vị bài nước ngoài, bài nhựa, bài nhớt, máy đều báo hết này. Tôi vị bài thì máy nó thu tiếng âm quân vị nên là anh em phải sóc một vài tiếng nhá, bất cả vị gì thì máy nó mới thu được, vẫn là chẵn này, có chẵn có lẻ là máy nó sẽ báo được này. Vẫn là chẵn này. Có chẵn có lẻ rồi, máy bắt đầu sẽ rung và báo cho anh em nhé. Anh em đi chơi lưu ý nhá, cái vấn đề này là khi chơi phải chờ cho có chẵn có lẻ thì máy nó mới bắt được
con vơi rơi con vị và nó thu được tiếng rơi con vị và nó báo cho anh em. Máy báo rung hai này anh em này, nhìn thấy đèn nháy hai cái này, chẵn này anh em này, không cần biết là sấp đôi tứ tử này, sấp đôi này, sấp đôi tôi sóc tiếp này, cái này chèn vị đề vị máy để báo hết nhá, và cái cự ly khoảng cách từ quân vị cho đến bát đĩa, từ quân vị bát đĩa cho đến máy, anh em đánh được cự ly từ 5 mét cái đầu rồi, nó cự ly rất là tốt cho anh em đánh. Máy báo rung một này anh em này, nè này anh em này, ba đen này. Máy báo rung một tiếp này, nè này anh em này, vẫn là ba đen này, chuẩn xác tuyệt đối 100% luôn này, trong vị đề vị máy đã báo hết này. Máy báo rung một anh em này, nè tiếp này, ba trắng này. Sau đây tôi sẽ để máy trong người này để tôi cảm nhận nhịp rung nó này, xem nó độ rung rất là êm rất là nhẹ này. Không bao giờ anh em có thể người ngồi bên cạnh không thể nghe được này. Máy báo rung một này anh em này, nè này anh em này, đánh 100 triệu lẻ luôn này, ba trắng này. Máy báo rung hai này anh em này, sấp đôi này anh em này, à chẵn rồi này, không còn biết sấp đôi thứ tử này, chẵn này. Tôi sẽ sóc kỷ niệm anh em một tí bảng nữa này, tôi sẽ để máy ở đây. Máy báo rung hai này anh em này, chẵn này. Đó, trồng vị này vị máy đã quá hết này. Anh em nào quan tâm đến sản phẩm này, anh em cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại online của tôi trên màn hình này. Tôi thì ở Hà Nội có hai cơ sở, một là gần bến xe Mỹ Đình này, hai gần bến xe Giáp Bát và khu vực phía Nam. Tôi có cơ sở gần bến xe miền Đông, bến xe miền Tây này. Này, vị này, vị là hoàn toàn xanh chín anh em nhé. Anh em gần bất cả cơ sở nào, anh em qua trực tiếp cửa hàng, anh em đến cửa hàng tiếp đồ thử đồ thoải mái anh em nhé. Còn anh em nào mà ở xa, anh em không qua được, tôi sẽ tiếp đồ ok gửi anh em đường bưu điện, đường tàu xe chuyển phát nhanh. Làm sao anh em nhận hàng cách nhanh nhất, giúp anh em chơi, anh em gỡ gạc lại những gì anh em đã mất. Rồi rất cảm ơn anh em đã theo dõi video clip của tôi. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thu âm quân vị A1. Với cái máy thu âm quân vị A1 này, anh em vào những sòng cái sới muốn bịp người ta, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể làm chủ chơi anh em nha. Anh em vào sòng vào sới chỉ cần cho tôi cái máy thu âm quân vị A1 này thôi là anh em làm chủ chơi. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhẹ của các bộ quân anh em nha. Thăng Long hay Villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết, quân và bát đĩa hoàn toàn là sai chín rồi anh em nha. Cứ gần cái sóc lên những cái tiếng quân nhẹ ở trong bát trong đĩa nó sẽ có những tiếng động anh em nha. Anh em cảm tưởng nó giống nhau nhưng cái tai của người nghe không bao giờ cảm tưởng được, bởi vì chỉ có máy cảm nhận được anh em nha. Nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản, với mặt nhẹ nó sẽ rơi xuống, tất nhiên nó là lẻ, máy tức khắc rung một cái, và mặt chẵn nó sẽ rung hai cái anh em nhìn nha. Cứ khoảng cách từ 2 mét hất về nó sẽ thu âm được tất cả những tiếng quân nhẹ anh em nha. Trong sòng trong sới kiểu gì có tiếng người nói hay những cái tiếng động lạ, nhưng máy nó chỉ thu âm được tất cả những tiếng quân thôi, bởi vì nhà mình đã lập trình được rồi, còn những tiếng động khác nó không bao giờ thu âm được cả anh em nha. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào thực tế luôn anh em ạ. Đây là bộ bát đĩa xanh chín, tôi thử luôn anh em nhá, anh em nhá. Bây giờ tôi kiểm chứng luôn cho anh em này. Anh em đi về tôi kiểm chứng như này, nhưng cuối video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em, kiểm chứng cho anh em 100% là xanh chín. Anh em đi mua hàng, anh em mang bát đĩa quân cán đi thử hàng trực tiếp anh em nhá. Hoặc là anh em alo trực tiếp cho mình trên số điện thoại trên màn hình để mình tư vấn cụ thể hơn anh em ạ. Bây giờ anh em đi chơi, anh em sẽ khởi động nguồn lên. Khởi động nguồn lên thì nó sẽ lên những cái đèn này để nó cảm nhận được những cái tiếng quân nhảy anh em nhá. Bây giờ tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung nó như nào. Còn nếu tí nó đúc ông người cũng khoảng cách 2 mét hất về đúc ở đâu nó sẽ thu được tất cả anh em nhá. Hất về mặt như nào chắc nó sẽ rung hai cái, mà lẻ nó sẽ rung một cái. Bây giờ tôi sóc luôn cho anh em, tôi đánh thử luôn anh em. Xong rồi có những tiếng quân nó đang nhảy anh em, đặt xuống là thu âm tận nghe anh em nhá. Máy báo rung một và đèn rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả các loại lẻ luôn. Mở này,
không mở sai ba đèn này anh em này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp này, có những cái quân nhảy đặt xuống là thu rồi anh em nhá. Đèn nó nháy hai cái rồi, chồng ba chồng nghĩa tất nhiên là chắc rồi, đánh cả Hà Nội chắc luôn, mở này không mở phải có chuyện xài anh em nhá. Tiếp này, quân lạc được có nghĩa lạc được anh em nhá, tôi khẳng định luôn cái đồ độc quyền rồi. Máy báo không một rồi, và nhé một cái rồi, trong bát trong nhẫn tất nhiên lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ lên, mở này không bỏ sai, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả nha anh em nha. Qua ngoài tiếng bạc tôi để ra cái mắt để cho anh em nhìn được cái tiền và cái độ rung nó như nào, bây giờ sẽ đúc luôn vào người để kiểm chứng luôn anh em, rung chỉ mình biết thôi, người cạnh không thể biết được anh em nha. Tôi đúc luôn về tôi kỷ niệm cho em vài ba tiếng bạc, anh em nhanh tay alo trực tiếp cho mình để mình tư vấn cụ thể hơn này mình nha. Máy báo rung hai rồi, trong quan trọng đến tất nhiên chắn rồi, đánh cả 1 tỷ và chắn thôi, mở này ai đấy để ra đây của tôi, mở không mở sai, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nha. Tiếp này, đây những cái quân nó nhảy lên này anh em cảm thấy rất giống nhau, nhưng máy nó sẽ nhận ra anh em nha, người để làm sao nhận ra đúng không anh em. Máy vẫn báo rung hai rồi, trong quan trọng đến tất nhiên chắn rồi, đánh cả Hà Nội chắc luôn, mở này không mở chuyện xài anh em nha. Kỷ niệm cho em một tiếng bạc đây này, bạc đi rồi, máy báo rung một rồi, trong bát trong nghĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả Hà Nội lẻ luôn, mở này ba đây này anh em này. Qua vài tiếng bạc anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy thu âm quân vị A 1 này như nào rồi anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này thôi và bát đĩa quân toán hoàn toàn là xanh chín rồi, bởi tôi sẽ để ra bát để tôi lập tiếp để cho anh em cảm nhận được cái điện và cái độ nháy của nó như nào anh em nhá. Anh em nhìn thấy không? Hai rung và hai nháy anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy này thôi. Cái máy thu âm quân vị A 1 thôi. Bát đĩa quân cán hoàn và xanh chín rồi. Bây cuối video rồi, tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em nhá. Kiểm chứng luôn cho anh em 100% là xanh chín anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mang hẳn bát đĩa quân cán đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá. Tôi khẳng định luôn cái nhà này chỉ nhà tôi có thôi, cái đồ này anh em ạ, tôi đập bát đập đĩa xé quần luôn anh em. Anh em này, 100% là xé quần luôn, bát luôn anh em. Anh em này, anh em nào có nhu cầu mua hàng xin hệ số điện thoại trên màn hình, nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Gia Bắc. Anh em nào gần đâu đến nhà cửa hàng trực tiếp đúng như video đấy, cảm ơn xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho anh cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa bịp. Hôm nay giới thiệu cho anh một sản phẩm, đó là máy nhận diện L9 anh em nhá. Với cái máy nhận diện L9 này, anh em muốn vào sòng vào sới, ngày xưa anh em bắt buộc phải luồn những cái bộ quân vị vào hay là cái bát hình, cái đĩa hình vào, nhưng bây giờ công nghệ 4.0 rồi, nhà tôi đã những cái ưu điểm và nhược điểm, nhà tôi đã thiết kế ra cái máy nhận diện quân vị L9 này. Mấy cái quân lấy mấy cái máy này anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân vị nha anh em nhá. Bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nha. Bây giờ tôi vào thực tế luôn, tôi sử dụng luôn cái máy này xem có hiệu quả không anh em nha. Như anh em cô ta cùng tôi xem hết cái video này để cảm nhận nó anh em nha. Đầu tiên tôi sẽ test bát đĩa. Bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nha. Bây giờ anh em có thể luồn cái bộ quân vị vào những cái sòng cái sới lớn á, hoặc là cái bát hình cái đĩa hình nó rất khó anh em nha. Nhà mình đã cải tiến hơn, anh em mới đi chơi anh em chỉ cần mang cho cái máy này thôi, nhận diện được tất cả mọi quân thăng long hay villa, quân bài, quân tú đều hết. Dùng nhá anh em nhìn nhá, dùng là dùng trực tiếp lên cái máy này, không phải qua bất cứ bộ phận nào cả anh em nhá. Máy thì dùng hoàn toàn bằng sạc điện rồi, sạc điện này anh em chơi ít nhất 5 bữa rửa tháng nó hết pin anh em nhá. Cứ khoảng cách từ miết rơi hết về nó sẽ nhận diện tất cả mọi quân, bởi vì nhà mình đã thiết kế 6 camera soi tứ phía anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần biết địa phương anh em chơi con gì thôi, anh em nhận diện trước ở nhà đi rồi vào sòng và sới nó sẽ tự cảm nhận được lẻ nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái, sấp hai trinh lịch hai màu nó sẽ dùng hai cái, và tương tự không màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều, tôi vào thực tế luôn anh em nhá. Bây giờ bộ bài xanh chín này, ở địa phương tôi chơi là chơi con bài, còn ở địa phương anh em chơi con gì được anh em nhá, thằng nào đi làm nó được hết. Đây ví dụ là cái màu của sới đi, là con bài, anh em mua một cái bài giống hệt màu sới đi anh em nhá. Tôi bật công tắc lên này, bật công tắc lên nó sẽ khởi động camera anh em nhá. Anh em sẽ nhận diện trước đi, nhận diện trước ở nhà đi, 5
5-10 giây rồi anh em bỏ cái lá bài này ở nhà, còn đâu anh em chỉ cần cầm cái máy đến cuộc chơi là anh em chiến thắng anh em nha. Bởi tôi cắt lá bài ở dưới luôn anh em nha. Ví dụ quân 5 hay quân 7 nó cũng như thế anh em nha. Độ chuẩn xác nó lên tới 100% luôn, tôi khẳng định luôn. Anh em nào có nhu cầu ạ, đến ở cửa hàng trực tiếp anh em nha. Bây cái lá bài ở nhà mình đi bỏ đi anh em nha. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn và đèn và cái độ rung của nó như thế nào anh em nha. Tứ tử ạ, không có màu nào nó sẽ không thu được màu nào, nó sẽ không rung. Ba đen hay ba trắng nó thiếu một màu nó sẽ rung một cái này và nó nháy đèn một cái. Số 2 hai màu, thứ hai màu nó sẽ rung hai cái. Ba đen hay ba trắng nó đều rung một cái. Tứ tử không mà rung, nó thiếu không thiếu màu nào anh em nha. Bây giờ tôi vào thực tế tôi sắp thử luôn cho anh em nha. Cứ khoảng cách từ biết rơi hết về nó sẽ thu được tất cả một quân. Anh em chỉ cần biết địa phương anh em chơi quân gì, anh em hãy nhận trước ở nhà đi. Cứ đặt xuống 2-3 giây nó sẽ thu được anh em nha. Nó không thu được màu nào, nó sẽ không rung anh em nha. Đánh 200 triệu Senko tứ tử, không biết tứ tử đen hay tứ tử trắng. Mở này. Tứ tử trắng anh em này, đồ đạc rất chuẩn chỉnh anh em nha. Tiếp này. Anh em đi nhá, quân nặng được, chỉ cần biết anh em nhận diện trước ở nhà đi. Dù một cái tất nhiên là lẻ rồi, đánh 200 triệu và lẻ. Mở này, không biết ba đèn hay ba trắng này, những em thua ta cùng tôi đánh sập lên bảo vệ. Mở này. Ba đèn anh em này. Qua 2-3 tiếng bạc ạ, tôi để ở ngoài để cho anh em nhìn được zoom và cái đèn nó như nào. Bây giờ tôi đúc vào người tôi đánh thử luôn anh em nha. Cứ khoảng cách từ 2.5 ai làm cái ai sóc hãy được hết anh em nha. Tiếp này. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình số điện thoại trên màn hình anh em nha. Máy báo không zoom, tất nhiên nó là tứ tử rồi, không biết tứ tử đen tứ tử trắng. Mở này, vẫn là tứ tử trắng này anh em này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Người có thể sai nhưng tôi khẳng định luôn máy móc không bao giờ có thể sai được anh em nha. Những anh em thua tha cùng tôi đến cửa hàng tôi thử hàng trực tiếp tôi dễ anh em nha. Máy này không rung nữa, tất nhiên nó lại là tứ tử, đánh xong luôn cả bảng vị anh em nha. Mở này, tứ tử trắng này lên tứ tử đen này anh em này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Tỷ lệ cho anh 2-3 tiếng bạc nữa này. Tôi khẳng định luôn cái máy này chỉ có nhà tôi có độc quyền anh em nha. Máy báo không hai cái rồi, tất nhiên sắp đôi rồi, đánh 5 triệu và sắp đôi. Mở này, không bảo có thể xài anh em nha. Kỷ niệm cho em một tiếng bạc nữa này. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình số điện thoại trên màn hình anh em nha. Máy vẫn báo không hai, tất nhiên sắp hai rồi, đánh 5 triệu và sắp hai. Mở này, không bảo có thể xài anh em nha. Anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện L9 này như nào rồi. Anh em đi nhá, anh em đi chơi ạ, chỉ cần mang tôi cái máy nhận diện L9 này thôi. Còn bát đĩa của quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nha. Bởi vì nhà mình đã thiết kế 6 camera rồi, anh em chỉ cần biết địa phương anh em chơi còn gì, anh em nhận diện trước ở nhà đi anh em nha. Lẻ dùng một cái, sấp hai dùng hai, tứ tử dùng. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình xuống thoại trên màn hình. Nhà mình có 2 sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Gia Bát. Anh em nào còn đâu mang bát đĩa quân vị của anh em đến cửa hàng trực tiếp anh em nha. Cảm ơn xem clip. Đĩa này không có gì luôn anh em nhá. Chào anh em, nhân dịp đầu xuân năm mới, công ty mình tiếp tục ra video để giới thiệu tới cho anh em một cái siêu phẩm giúp anh em đi chơi ở cái tháng riêng, cái tháng ăn chơi này, về cái bộ môn chơi sóc đĩa mà không cần phải chuẩn bị đồ, bát đĩa hay là những bộ quân vị vào mà anh em vẫn còn chiến thắng anh em nhá. Đó chính là cái máy nhận diện màu quân vị S68 này. Với cái máy này ấy, anh em đi chơi anh em chỉ cần để quân vị lên cái máy này để cho quét màu, còn quân vị của họ ở trong sòng trong sới cho anh em chơi vẫn chơi bình thường anh em nhá. Bây giờ mình sẽ đi vào và hướng dẫn anh em cách chơi và sóc thực tế để anh em cùng kiểm chứng về đồ anh em này. Ví dụ ở trong chỗ anh em chơi họ đang chơi một bằng vị bài là có vị màu như này, thì anh em chuẩn bị cho mình một lá bài tương tự, anh em đặt lên máy, đợi 3-4 giây sau là máy nó sẽ nhận diện được màu quân rồi, nó sẽ anh em để ở trong người nó sẽ báo chất nẻ về cho anh em. Đấy, lá này thì anh em bỏ đi và họ vẫn đang chơi cái lá của họ anh em nhá. Cái đồ này nó mới ra nhất của cái năm 2020 rồi, anh em nhanh tay gọi điện cho mình để được đặt hàng và tư vấn miễn phí anh em nhá. Đấy, đây cái video quảng cáo thì mình sẽ để cái máy này ra ngoài bát này để anh em đang xem video có thể nghe được cái tiếng rung của nó. Còn khi chơi anh em để ở trong người chỉ một mình em biết anh em nhá. Đấy, trước khi vào sóc tôi sẽ thử bát đĩa cho anh em, là tôi quay hoàn toàn là xanh chín, đồ đạc cũng là xanh chín hoàn toàn 100% anh em nhé. Cuối video tôi sẽ đập bát đĩa để chứng minh cho anh em
Rồi bây giờ mình sẽ đi vào và sóc với anh em này. Đấy. Dung 1 cộng nháy 1 đèn thì chắc chắn nó về lẻ rồi anh em này. Bán lẻ 500 triệu, lẻ còn ngoài 500 triệu nữa. Tiếng đầu mạnh tay đánh vào lẻ này. Mở bát này. 3 đèn này anh em này. Tiếp tục này. Dung 2 rồi, anh em đánh vào chẵn đôi tôi. Đánh vào bảng vị, đánh vào sấp đôi tôi này. Đánh vào sấp đôi 500 triệu này. Mở bát này. Không có chuyện sai luôn anh em nhá. Tiếp tục này. Vẫn là dung 2 anh em này. Tiếp tục đánh gấp khúc. Bán chẵn 1 tỷ. Chẵn còn ngoài 1 tỷ nữa. Ai mà đặt tay lên bát là mất ngay quả nhà này. Chuẩn chỉ cho anh em này. Tiếp tục này. Không dung. Tiếng này là anh em đánh sập bản vị. Đánh vào tứ tử cho tôi. Bán chẵn 500 triệu. Chẵn còn ngoài 1 tỷ này. Mở bát này. Tứ đen luôn anh em nha. Và bây giờ mình sẽ để cái máy này ở trong người. Để chỉ một mình tôi biết thôi. Đánh với anh em 2-3 tiếng bạc nữa này. Dung 1 rồi. Máy báo trả cho tôi là dung 1. Dung 1 thì anh em cứ đánh vào lẻ tôi. Không cần biết ba đen hay là ba trắng. Bán lẻ 500 triệu. Mở bát. Ba đen luôn anh em nha. Kỷ niệm cho những em nào mà đang thua tha mà muốn gỡ gạc lại. Một tiếng bạc cuối cùng rồi. Để anh em có cái đồ ưng ý anh em chơi và lấy lại được những gì anh em đã mất nha. Tiếp tục là dung 1. Bán lẻ 1 tỷ. Lẻ con ngoài 2 tỷ nữa. Ai mà đặt tay của bác là mất ngay quả nhà này. Lẻ rồi anh em nhá. Không có chuyện sai luôn này anh em này. Thế bây giờ mình sẽ đập bát nữa để chứng minh cho anh em biết là cái video này tôi quay hoàn toàn là xanh chín anh em này. Này, nam châm tử nó hoàn toàn là không hút này. Đấy. Quân vị là xanh chín anh em này. Không một chút tăng tích kìa anh em nhá. Đấy. Này. Bát này anh em này. Này. Đĩa này. Không có gì luôn anh em nhá. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ tới mình qua số điện thoại trên màn hình. Nhà mình qua cơ sở thứ nhất bến xe Mỹ Đình Hà Nội. Cơ sở thứ hai bến xe Giáp Bát Hà Nội, anh em tiện đâu thì anh em qua đó rồi chúc anh em thành công.